Kinh khủng. Bắt đầu, 1, 2, 3 nào. Nắm tay thế. Gồng từ nãy rồi. Xuống, 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 cố đi, xuống. Ông này, ông... Đặt mày vật gãy tay rồi. Ông Sinh à? Ui, quay cam video, ông Sinh này thua, thế này là chuyện gì? Chết rồi, quan hệ là... Xinh lắm, xinh lắm. Đã đi cái là hỏng đấy. Xuống thì quay búa tay trái. Sao? Thế được, xong hết. Ăn tiếp thử thằng cháu gái. Đi dư nữa nha, xuống được. Biết là không ăn được thằng này, lại mới xúc cứng lắm. Đẹp con thua. Máy xúc không có giá trị đấy chị cả. Mình kéo cái thôi. 1, 2, 3. Từ từ. Giữ anh bắt. Rồi hai bên giữ tay. Mình bắt thủy luôn. Rồi. Không phải giữ được tay đâu. Anh ơi. Nào. Từ từ. 1, 2, 3. Chưa. À. Chị. Một ai anh còn nhéo còn người thua. Mỏi rồi. Nếu lượt ai anh nhéo còn thua. Nó không còn anh thua. Trái không? Đồng mỹ em đã mệt rồi, còn với nó chỉ giữ anh thôi. Không, nhưng mà em không bật về thằng Tiến, thằng Dung, thằng Sinh cả. Đâu đi. Sao đây? Tiến mất tất cả. Giảng này khôn lắm. Lừa cho mình. Sao lừa thế nào? Giảng nó được ăn miếng nào đâu mà lùi vào đây, lùi vào đây. Tay giảng ngắn thì phải cho lùi vào. Ngắn gì? Chấp các kiểu. Mày không phải là lùi đâu. Được chưa? Được chưa? Rồi, 1, 2, 3. Ôi, chết rồi. Đấy, đúng không? Kinh khủng. Tô đã. Tô. Tay cho kệ. Không. Đi. Để tôi không xin chơi tự do mẹ luôn. Không, rồi đi. Tự do đây. Phải bỏ đúng không? Bắt đầu gồng đi ông nào thì phải cạn cả. Đúng không? Nếu như thế này. Không, Trinh, anh Trinh chắc chắn là thua. Không. Tại vì gồng quá mỏi rồi. 1, 2, 3. Biết làm gì? Sinh làm gì? Giữ thôi. Bây giờ giữ ông này. Giữ ông này thua. Ông này thua. Mỏi mẹ rồi còn đâu nữa. Cơ. Mỏi cơ mẹ rồi đâu này. Hàng rồi. Nhà vô đây. Chạy kìa. Không vật là kìa. Chỉ thế thôi gì? Ông quảnh trên bát mà mình không chạy. Không vật là kìa. Để cho anh nghỉ tay nhà trên bát. Đánh nhà trên bát. Quảnh trên bát rồi không chạy. Đánh lại chưa đạt. Anh công tuột lại làm sao? Giữ bát đi. Anh đi chắc giữ bát. Được chưa? Được rồi, ông giữ bát đi. Rồi. 2, 3. Anh Đảng ơi, tuổi. Giữ bát. Giữ bát hay là giữ bát? Cần tay nghe bát này. Giữ rồi. Không níu người. Cần tay nghe bát. Không níu người. Bên kia. Không níu người, thoải mái. Thẳng vào bát này. Không, đánh tự do thì kệ chưa? Không, nhưng anh Giảng phải cho tay vào bát đây. Không níu người. Không. Nó không giữ được tay không, không chú cứ gồng khỏe thì làm sao mà thắng được. Nó bị không vuông góc đấy, anh bị không vuông góc nhưng mà anh vẫn chấp lão được mà. Vấn đề gì? Không không nếu cả cái nhà này là bị không thế là để không ngon đâu. Không rồi anh là ngồi nhá, yếu thế rồi, qua rồi, mọi người ngáp vào đây vật anh yếu thế lúc tác giả vào rồi rồi chỉ quá được quay lại thôi, làm nên mâm thắng đi. Được chưa? Tình chủ đề ấy rồi. Quả mà. Vật nhiều rồi là đuối thôi. Đúng rồi. Nói chung là vật nhiều đuối. Được chưa? Rồi. Hai bạn. Đấy nhưng lên rồi. Mình đã im như tao đấy. Để im như thế này vật. Không được nhân tay lên. Không được nhân tay. Nhân tay lên là thua. Thì tay người ta ngắn hơn. Không. Không có ai mà thế. Chỉ đang phải cứ nâng lên. Không được. Chơi tự do. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế này. Tóm tay vào đây. Bỏ tay ra. Tóm tay tay ngắn tay dài. Không được. Chưa. Cứ bỏ ra ra. Cho hai người thẳng bỏ ra ra. Đã lúc nào đã thắng thì phải ở trên cái là. Được rồi. Để bát nha. Được rồi. Giải một phát giải chết ngay. Chết đi. Nào. Hai, ba. Bắt đầu. Rồi. Hai, ba. Lại nhân lên rồi. Phát này em ăn luôn đi, không phải đóng tác giả vò. Yếu thế phải đóng tác giả vò. Gặp tác giả vò nữa. Hết bình yên nhờ. Lên tục tay vẫn giữ nhá, không nâng đâu. Nhưng mà không được chạy cho bác. Ôi chú vừa chạy rồi, anh chạy rồi, anh chạy rồi. Không nói nhiều, làm đi. Nói thế, đúng không? Quánh là nó chỉ xoay ở đây này. Tuổi gì? Điệp vào đi. Bỏ hai bát rồi. Điệp vào mà. Cái nó ngắn là quánh. Điệp vào đi, quánh mua ngay. Điệp vào và dạng. Anh nghỉ một tí. Anh xin nhau ngọt rồi.
Anh tự do luôn. Còn cái tuổi đấy kìa. Vớ vẩn. Anh bắt tay là thích vớ đây. Vớ đây anh tự do bắt đây. Anh tự do luôn. Anh tự do đây. Bắt tay là thủ tay. Anh tay này đâu. Thích thế nào đây. Ăn đây. Thoải mái đi. Ăn đi. Ăn đây. Ăn á. Ồ ăn thì ngon không. Đấy.